alo xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mr Đại Graphic Design. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục uh, hướng dẫn các bạn một cái nhóm công cụ tiếp theo trong loạt video hướng dẫn học phần mềm InDesign làm chủ phần mềm InDesign. Đó là cái công cụ uh, Rectangle Frame Tool. Thì trong cái Rectangle Frame Tool thì nó còn có các cái uh, công cụ khác như Ellipse Frame và Polygon Frame. Thì cái công cụ này để làm gì? Uh, cái phím tắt là phím F cho cái công cụ Rectang uh, Tool các bạn nhé, mình sẽ vẽ uh, lần lượt luôn cho các bạn thấy uh, luôn tất cả ba cái công cụ này luôn. Đấy. Uh, rồi Polygon. Đấy. Uh, đối với cái uh, công cụ này thì các bạn có thể uh, chọn cái kích thước của nó này, đấy, bằng việc bấm lên màn hình. Tuy nhiên các bạn cũng có thể vẽ tự do, uh, ví dụ như đây. Các bạn vẽ tự do các cái cạnh này à, Đây là cái cách các bạn vẽ tự do nhé Còn các bạn có thể vẽ cái cái này à, Bằng một cái kích thước Ví dụ như mình chọn cái kích thước 20 à, Xin lỗi các bạn Kích thước 20, 20 Thì mình sẽ được một cái hình vuông à, To các bạn nhé 5, 5 Vẫn, vẫn lớn à, 2, 2 Ok Thì lúc này nếu như các bạn vẽ hình vuông Thì các bạn cho kích thước bằng nhau đấy hoặc là các bạn vẽ hình chữ nhật thì các bạn cho kích thước khác nhau ví dụ như đây mình vẽ hình tròn thì uh, các bạn chỉ cần cho nó một cái kích thước ví dụ như uh, 3 3 thì các bạn đã có được một cái hình tròn tức là hình tròn là gì ạ? hình tròn là cái hình mà có cái cái, cái bán kính cái kích thước uh, giống như nhau bằng nhau chiều rộng một chiều dài bằng nhau uh, rồi cái polygon này cũng thế các bạn nhá thì ngoài cái cái polygon này nó còn có cái thông tin khác tức là ngoài cái kích thước của các cái cạnh này. Đấy ví dụ như bây giờ mình chọn cái kích thước của cái cạnh là 2. 22 đi, quyết hay là 22. Thì ở đây nó chẳng có cái cạnh này. Đấy. Ví dụ như các bạn sẽ có các cái cạnh uh, lúc nãy là 6 cạnh bây giờ mình cho là 8 cạnh đi. Đấy và cái insert start, các bạn cho bao nhiêu phần trăm ví dụ như năm 5%. Thì các bạn sẽ thấy được là ở đây nó có cái uh, cái hình uh, hình uh, này. Cái insert star là cái gì? Là cái góc này này các bạn này Đấy thì các bạn mình sẽ vẽ cho lại cho các bạn thấy Đấy cái này mình để không thì cái này nó sẽ là một cái đường thẳng các bạn nhé không Đấy, mình chọn 5 năm cạnh à, Và cái kích thước này là mình chọn là 2 2 Ok thì các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đấy à, Nó sẽ năm cạnh và không có cái star phần trăm này Đó Đấy. À, trên đây là cái cách mà các bạn vẽ ra cái, cái frame tool à, khi các bạn vẽ cái frame tool đó ví dụ như các bạn vẽ tự do như thế này đi vẽ một cái hình vuông như thế này Đấy. các bạn giữ phím shift để nó tạo thành cái hình vuông nhá và các bạn nhấn giữ phím à, an để nó vẽ từ tâm ra này hoặc là các bạn vẽ tự do à, các bạn vẽ tự do thì không nói làm gì rồi đúng không các bạn vẽ hình vuông thì các bạn nhấn giữ phím shift để nó bắt đầu từ cái tọa độ 0 y không và các bạn có thể Uh, vẽ cái cái cái, cái đường uh, vẽ cái, cái 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 hình này từ tâm ra thì các bạn nhấn giữ cộng thêm cái phím an uh, uh, vẽ cái hình tròn cũng thế các bạn nhé đấy đấy vẽ hình uh, lục giác cũng thế nó đều được không 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 có gì là là khó gạo đó đấy các bạn có thể vẽ những cái hình mà các bạn không muốn nếu như các bạn muốn set up cho cái hình đấy thì các bạn chỉ bấm lên màn hình để nó hiển thị các thông tin và các bạn setup cho cái hình đấy đúng kích thước đúng với cái cạnh đúng với cái số mà các bạn muốn thì uh, nãy giờ mình chỉ hướng dẫn các bạn cách vẽ cái hình thôi à, Tuy nhiên là mình chưa nói với các bạn là cái hình này để làm gì thì bây giờ mình sẽ uh, cho các bạn biết là cái hình này để làm gì à uh, cái frame tool này là để các bạn add cái cái hình ảnh vào trong cái cái hình ảnh hoặc là cái các đối tượng graphic vào trong cái 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 đối tượng này các bạn nhé Ví dụ như bây giờ các bạn có một cái hình như thế này đúng không? Thì uh, các bạn uh, đây, mình sẽ bỏ cái này đi, quên xin lỗi các bạn nhé Đấy các bạn sẽ đưa cái hình ảnh vào trong cái uh, cái cái này này. Đấy và để đưa cái hình ảnh này vào thì các bạn làm theo mình Thì các bạn có thể vào trong cái file này các bạn chọn cái play Để tìm đến một cái hình ảnh Ví dụ bây giờ mình sẽ có một cái hình ảnh để đưa lồng vào trong cái frame đấy Thì mình sẽ chọn ở đây Đấy thì cái hình ảnh này nó vào đây Thì cái hình ảnh này lúc này thì nó sẽ đưa vào mặc định các bạn ạ Nó sẽ đưa vào mặc định Và các bạn nhiệm vụ các bạn làm sao để chỉnh sửa cái hình ảnh này để chỉnh sửa cái hình ảnh này thì các bạn có cách như sau. đấy, nếu các bạn click đúp vào đây thì nó sẽ có bàn tay và cái bàn tay này nó sẽ giúp các bạn di chuyển cái cái hình ảnh bên trong. ở đây mình sẽ bỏ ra mình cho cái, cái cái hình này lớn lên tí nữa này để cho các bạn thấy rõ hơn nhé. đây, ok, các bạn click đúp vào đây nhé nó khi nào mà có cái hình bàn tay á, thì các bạn di chuyển để đưa cái hình ảnh vào cái tâm mà các bạn chọn ưng ý nhất. Đây là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai là các bạn có thể uh, Click chuột phải vào cái này và các bạn chọn cái fitting. Uh, trong cái fitting này thì nó sẽ có rất nhiều cái từ chọn. Uh, các bạn để ý cho mình uh, cái hai cái từ chọn này này, uh, một vài cái từ chọn này. Là fit frame to content, tức là nó sẽ fit cái frame với cái cái cái, cái, cái content của các bạn. À, tuy nhiên thì cái này thì ít khi sử dụng mà các bạn chọn cái gì chọn là uh, fit content to frame đấy thì cái, cái content là gì content là cái hình ảnh này các bạn nhá còn cái frame là cái hình tròn tức là cái nó sẽ scale cái hình ảnh của các bạn vừa khít với lại cái cái, cái frame của các bạn này còn một số cái nữa thì trong một cái bài khác mà nó sâu nó hơn mình sẽ hướng dẫn các bạn hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn là cái vẽ cái frame này làm sao và cái frame này ứng dụng để làm gì đấy thì khi các bạn vẽ cái frame này đúng không? thì các bạn uh, có thể uh, cần vật nó thành một cái cái uh, cái nội dung để đưa sang cái chữ ví dụ như đây cái này các bạn không gõ chữ được đúng không? tại vì bản chất của nó là một cái frame chỉ để đưa hình vào thôi và các bạn muốn đưa cái chữ vào cái frame này thì các bạn click chuột phải uh, các bạn chọn content và các bạn chọn text thì lúc này nó sẽ tạo một cái khung text các bạn cũng có thể gõ chữ vào được đấy đấy là cái uh, cái sự chuyển đổi qua lại của cái cái frame đấy à, khi nó có dấu chéo như thế này thì các bạn sẽ thấy được là à, các bạn có thể đưa cái hình ảnh của các bạn và cái này các bạn có thể chỉnh sửa các cái điểm góc được này đấy tất cả cái hình mà các bạn vẽ thì nó sẽ có cái điểm góc à, ví dụ như thế này các bạn click vào đây để chỉnh sửa cái điểm bò góc đấy. và cái điểm bò góc hôm trước mình nói rồi các bạn có thể set up cho cái điểm bò góc đấy bằng cái cái này các bạn có thể gõ vào đây một cái thông số ví dụ như một hoặc là à, Bao nhiêu đấy Ví dụ mình có ở đây Là 0 mươi 35 Thì bây giờ mình muốn 0. phải 0, 0 Thì nó sẽ bo như thế này Đó Và các bạn có thể chọn Cho các cái bo góc khác nhau Hôm trước mình cũng đã Có bài giới thiệu Hướng dẫn các bạn rồi Đúng không ạ Đấy Và cái lúc này các bạn có thể uh, Đưa cái hình ảnh Của các bạn vào Play này Play Đấy Đưa một cái hình ảnh uh, Bất kỳ vào Trong cái Uh, uh, đây, ví dụ như mình đưa cái hình ảnh này vào uh, Mình sẽ cho nó fit với lại cái uh, frame Đấy, các bạn nhìn thấy chưa Thì lúc này uh, các bạn không cần phải dùng cái công cụ của uh, Clipping Mask Giống như bên Photoshop hoặc AI nữa Thì nó vẫn có thể tạo cho các bạn một cái frame, một cái hình uh, Các bạn ưng ý Ví dụ như thế này uh, Các bạn muốn chỉnh sửa đúng không Đấy, Thì các bạn kéo lên uh, Chỉnh sửa đây là chỉnh sửa cái gì uh, Các bạn chỉnh sửa cái frame thôi Đúng không À, đấy thì cái bài học ngày hôm nay à, đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo à, chúc các bạn thành công.